Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều bài 89 kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện. Cụ thể chúng ta có một sự kiện là tung đồng xu. Đồng xu nó có hai mặt. Chúng ta quy định là hai mặt S và mặt N. Một mặt viết chữ S và một mặt viết chữ N. Thì sau một lần tung đồng xu, có thể là mặt S xuất hiện hoặc là mặt N xuất hiện. Sau 5 lần tung đồng xu thì chúng ta sẽ kiểm đếm xem là số lần xuất hiện của mặt S là bao nhiêu lần và số lần xuất hiện của mặt N là bao nhiêu lần. Thì chúng ta gọi là kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện. Cụ thể chúng ta vào bài tập 1. Tung đồng xu 5 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Khi chúng ta tung đồng xu 5 lần liên tiếp thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, có thể là mặt N xuất hiện. Khả năng thứ hai, có thể là mặt S xuất hiện. Chỉ có hai khả năng này thôi. Và cụ thể ở đây, sau 5 lần tung đồng xu liên tiếp thì chúng ta có kết quả như sau. Lần tung 1, mặt N xuất hiện. Lần tung 2, mặt N xuất hiện. Lần tung 3, mặt S xuất hiện. Lần tung 4, mặt N xuất hiện. Lần tung 5, mặt S xuất hiện. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S sau 5 lần tung đồng xu. Dựa vào bảng thống kê này thì chúng ta dễ dàng xác định được số lần xuất hiện của mặt N. 1, 2, 3. Số lần xuất hiện của mặt S. 1, 2. Như vậy, sau 5 lần tung đồng xu liên tiếp thì mặt N xuất hiện 3 lần. Mặt S xuất hiện 2 lần. Các em trả lời. Sau 5 lần tung đồng xu có 3 lần xuất hiện mặt N, 2 lần xuất hiện mặt S. Bài tập số 2. Gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc. Các em biết là con xúc xắc nó có 6 mặt. 6 mặt này ứng với số chấm theo thứ tự là từ 1 đến 6. Bây giờ chúng ta gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp thì chúng ta có kết quả như bảng trên. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc. Trước hết là các em thống kê số lần xuất hiện mặt 1 chấm. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Số lần xuất hiện mặt 6 chấm. Số lần xuất hiện mặt 6 chấm thì chỉ có 1 lần thôi. Như vậy các em trả lời. Sau 10 lần gieo xúc xắc có 3 lần xuất hiện mặt 1 chấm, 1 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3, trò chơi quay kim trên vòng tròn. Quay kim trên vòng tròn 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Các em quan sát hình. Ở đây vòng tròn chỉ có 3 vùng màu, đó là vùng màu xanh, vùng màu đỏ và vùng màu vàng. Hãy cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh, màu đỏ, màu vàng của hình tròn. Các em quan sát bảng thống kê và chúng ta kiểm đếm. Kim dừng đúng ở phần hình tròn màu xanh là 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Màu xanh là 5 lần. Kim dừng đúng ở phần hình tròn màu đỏ 1 lần, 2 lần. Kim dừng đúng ở phần hình tròn màu vàng 1 lần, 2 lần, 3 lần. Màu vàng là 3 lần. Rồi như vậy các em trả lời. Kim dừng đúng ở phần màu xanh của hình tròn là 5 lần. Kim dừng đúng ở phần màu đỏ của hình tròn là 2 lần. Và kim dừng đúng ở phần màu vàng của hình tròn là 3 lần.
Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, thực hành tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, sử dụng vạch kiểm để kiểm đếm và hoàn thành bảng sau. Mặt xuất hiện, mặt N kiểm đếm, mặt S kiểm đếm. Ở đây các em sử dụng vạch kiểm, có nghĩa là mỗi lần xuất hiện thì các em vạch một vạch. Rồi ví dụ lần thứ nhất chúng ta gieo được mặt N thì các em sẽ vạch một vạch ô ứng với mặt N. Lần thứ hai vẫn là mặt N. Lần thứ ba là mặt S chẳng hạn. Rồi cứ như vậy, sau 20 lần liên tiếp, mặt N xuất hiện là 8 lần, mặt S xuất hiện là 12 lần. Tổng 8 cộng 12 bằng 20, sau 20 lần tung đồng xu liên tiếp. Rồi thầy giáo ví dụ như vậy. Còn trong quá trình thực hành thì các em được kết quả như thế nào, các em sẽ viết vào bảng cho phù hợp. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.